Hello, xin chào mọi người nha. Thì clip này mình tiếp tục làm clip quay tay với những anh em trong nhóm. Anh em ơi. Hello. Hello các bạn. Vào lòng rồi hello gì thì hello. Từ từ để dán cái hình xăm cái. Đừng, có nhìn được cái gì đâu. Không. Và, dán dán ở bên trong mình cái này. Vào đi. Zoom kìa. Ôi hay đấy. Chặn đừng chốc ta được chốc tao. Còn lại. Anh ơi, lấy mà nó hồi sinh ở trước là chết đấy. Rồi anh biết rồi. Tại này vẫn trời tối nó không kia anh ạ. Kê đuổi anh ấy. Ui, em mất giáp rồi. Bất tử. Hay quá. Em thấy đạn nha. Ok, rồi, đang trả nè. Đang trả bằng giữ nè. Hết đạn. Được kìa. Có ai bên đây không? Mình chạy cối vô trong đây mình chạy cối. Anh ơi, anh xuống ở bên tường, tại nhìn vấn đề anh kia nè. Kìa. Kìa nó chưa kìa. Ở quá trời luôn, chú ý kìa. Thôi chết rồi, em nhìn vấn hát. Vô lại. Thôi kệ, cứ vào lại đi. Vâng, vào lại luôn, đắng lòng. Trời ơi. Ê, chạy kìa. Em chặn lại luôn, không chơi gao luôn, chơi lại luôn. Trong đó đây vui mà. Theo bây giờ có tặng bom xuống một số bay tương rồi nhỉ. Cái tương nhưng mà nhảy không kịp. Tôi đang dẫn một đàn zombie trong chuồng, tôi không cho ra. Có tôi anh ra. Anh ra chưa? Anh chưa. Một hai ba bốn năm, trời tôi nhốt 5 người trong lòng luôn. Ôi lửa chát cái này cho vào đi anh ơi, chặn cửa lòng luôn. Không cho thằng nào vào hết luôn. Ôi giời, thằng kia nó chặn rồi. Alo. Đấy chặn lòng. Giờ nó chặn. Lên bàn thờ, lên bàn thờ. Xuống lại. Ừ, ngon lắm. Lên bàn thờ, lên bàn thờ. Lên đi. Ở trong lòng hết người kìa. Vô lại. Hết người rồi, vô lại. Có quay không, quay không? Không, lẹ đi, bắn yên chợ cho. Em chờ. Kìa, anh kia là sao, anh kia đây. Rồi em biết được rồi, anh kia như lẹ đi. Kia vào đây, kia vào trước. Em ơi, lồng lắm thằng. Anh lên bước rồi. Ôi, lồng đông vậy, thôi lên lại. Lên trên. Chặn luôn, lên đi để tao chặn. Yeah, ngon đấy. Hay quá. Đừng thảo mà lên được, vào lâu quê. Chơi lầy. Đấy, anh kia lọt, anh kia lọt. Ôi, lùi xin em phải á. Ôi, anh Kiên chết chưa? Làm xuống bay rồi. Anh Kiên đây. Anh Kiên. Ơi. Có chặn đường để anh chết xong nó hỏi anh chết chưa? Thằng này láo quá. Thằng Tuấn lo nó vẫn sống kìa. À, mà giảm. Làm xuống bay mà vẫn bị nghe ra chém. Ngủ không? Rồi. Trên đây nè anh. Không riêng thằng này. Đùa, ông Kiên cũng đi la liếm hàng như mình vậy. Chạy nhanh vai. Tần tơ vào đây mà đuổi quá trời. Vâng, hai anh em đang đi mót hàng của thằng Hero. Trời ơi. Sao chạy nhanh thế? Tôi cũng là chạy nhanh thật. Thằng này pa của nhà bà cua rồi, đem chặn đường nó. Anh kém một giáp rồi. Nó còn 600 mấy, còn 6k. Nó còn 6k máu. Tôi cả 1000 thôi. Còn 4k, 3k. Thôi rồi. 3k rưỡi. 1k. Đáng lắm. Trời ơi, hết giờ luôn. Anh em làm vào nhanh, chặn cửa lồng nhá. Ok. Nhanh. Lém flash ra đấy chưa đấy. Ô đùa. Tôi đây là sau, có thằng lo định chặn đấy. Vào đây. Rồi ba anh em mình, đừng cho thằng không sơn gôn vào. 7, 6, 5. Ê, ra chém nó, ra chém nó anh ơi. Ra chém nó.
Trời ơi. Nó rồi, trời rồi. Mày nhặt xuống này. Tao là bụng quá. Ủa rồi à. Tối nay đừng bắn này, tao đi cào nó. Cùng kia chưa bắn vãi. Em bắn trên đấy đi, anh đang lên. Rồi đem đi. Tao bụng quá. Vãi hàng. Anh Kiên lên lẹ anh Kiên. Em 10.000, à 8.000 máu nó bắn chết luôn này. Đau bụng quá, treo quanh. Cái thằng đó có bị biến gì bi không? Cái thằng nãy bị quanh cái đâm con bị biến gì bi không? Tôi cảm chết rồi. Mất cười quá. Ê ê, này này, con bò lát nè, con bò lát nè. Nó mù rồi đó, trên keo cao mù. Ui, tên nào nó rút quá. Có. Tôi à? Quát bà lợn. Nó rút kinh quá anh ạ, không đi được. Em không gì được ấy à? Không, em không nhìn thấy, em lo nhìn tiền á, nó ngược cùng kia. Hay quá. Ôi giời ơi, đó con kia có giáp thì cào xuống luôn. Yeah, vẫn được thằng. Anh em xem clip thì nhớ nhấn like và ủng hộ ba kênh của mình nha. Đó là anh Pilo, Tuấn Thành Sùng và Tiền Dũng T4. Cảm ơn mọi người. Lên đi, lên đi. Em còn có nghìn máu này. Ôi còn thằng 3 giây gold là đằng sau anh em ơi. Mình còn sống trên đây mình vũi quá trời vũi luôn. Ôi ôi ôi, nó xuống. Ôi mày thế chạy nhanh. Ôi lên trên đây quay tay quá trời luôn nè. Vãi quá trời ơi, mình đồ luôn. Vãi thằng Tuấn. Yeah, anh chạy đụng nó một cái rồi. Ôi định mệnh trên đây nào mà em mới có 16 kim mà thằng Tuấn đã 113 kim rồi kìa. Ơ, anh có 28 kia thôi. Ủa thằng kia nó còn sống luôn kìa. Ờ nó còn sống luôn đấy. Ủa vãi, sao cái kia mình làm gì nhiều vậy? Đi công manh, nó toàn đè chèn ép anh em mình để nó làm hero cái kia này. Rồi anh lên. Đứng ở lấy canh, ta hiểu, ta nghe nhìn kiểu. Anh em, nó nghe nè anh em, vô nhà, vô nhà, vô trong nhà kia cao quá. Xuống nhà kia rồi, xuống vào nhà kia rồi. Được. Yo, hello, tôi vô được rồi. Ok, anh kia đâu? Đây. Được rồi, đông có dù chết rồi đấy. Chia ra mỗi thằng đứng một đầu. Đây, anh kia cần EMP đứng giữa nha. Ừ, được. Rồi, thằng Tuấn sang bên cái lỗ bên kia, Tuấn ơi. Ủa, qua lỗ đó hả? Lỡ nó lên làm sao? Cover nhau mà. Đi đưa nhảy như bên này, nó cover nhau. Ờ, ok. Cứ định mệnh cho con thằng nào nó vào này. Ôi, hay quá. Lâu lâu chúng ta đã có dịp ba anh em họp lại quẩy chung cái clip này. Không nào còn quả bom khỏi không? Hết rồi. Rồi anh em mất rồi. Kìa Jimmy kìa, Em vừa tiêu sử rồi. Cho thằng Tơ đi. Tơ nè. Con Tơ biết cho bắn. Con tá đấy. Con tá cho nháy. Chết luôn. Chết rồi. Chết rồi. Tao vào anh ơi. Y tá kìa. Ôi. Rồi chết rồi. Anh chết rồi. Đặt lòng quá. Ơi nó lên trên đây rồi, tiền. Chết rồi, lọt luôn rồi. Trời ơi, nó đang lên chắc sau đó. Người. Ủa đắng. Đáng ra trời ơi, chỗ đấy đủ đạn. Ba thằng đứng ở trên chỗ cái thanh sắt thôi. Công nhận đúng rồi, thấy hợp lý hơn. Ngủ quá. ai là đứng người bày trò ra chỗ đó. Ai mày ra thông đứng lẻ là chết mà. Tôi ba thằng này nó cầm ba z luôn này. Cho lên bay cao lên, nào rồi lên đây. Ý, trời ơi không phải là đứa nào. Ơi ăn đừng đứa ơi. Thằng này chết luôn, hay quá. Trên cao thôi. Chém nó được lê hai đi, cái rồi đó. Hết xương máu rồi luôn. Bốn phát rồi. Chém nó được. Phát rồi. Yếu rồi. 5.000 luôn. Sơ 5.000. Ai vào lòng nhanh nhá. Ok. Nhanh. Rồi, Tuấn vào rồi. Tuấn ơi, con thằng ở sau được cho nó vào. Ok. Đồng ghê. Đồng ghê. Đồng vai. Thế này vào nhà đi. Vào nhà anh Tuấn ơi. Ok, anh vô nhà lại.
Ui đằng sau, đằng sau, đằng sau. Sao em ơi? Vâng, vâng, vâng. Lên nhanh ơi. Ok. Mình lên ngay trang đến cái cục giữa này nè. Đó, mới dễ bắn. Đấy. Ba thằng bắn một hướng. Đẹp. Hay quá. Nó chết chết luôn kìa. Đẹp tiêu của bóng khói rồi mà. Hay quá. Cẩn thận nhá. Tập Tuấn đừng đưa lấy xem kia Tuấn ơi. Kìa. Anh kia lọt rồi, sau lưng anh có nè. À, để em bắn cho. Anh kia cái bên kia đi, em cái bên này, còn thằng Tuấn xem cả hai bên nhá. Anh kia, anh mặc cái xịt màu gì vậy? Ok rồi. Úi giời. Anh múa múa. Kìa mình chết chậm rồi. Ai ai đi kiểu hàng. Ui, tôi. Ui, chết rồi, nó vừa mới xịt xong. Mày. Mày cười. Nó lên kìa, kìa trước hai con luôn. Chưa mà sao mày ơi, chạy đi. Ui, chưa, tôi chết được rồi. Tôi chết rồi. Em rơi. Ơi em. Hơi quá, em hero kịp. Mày ơi. Ôi tôi chết luôn rồi. Ây da, ây da. Nó đi. Trời ơi. Đây dính cả này. Định nó bắt. Đi dị quá. Thằng Tư nó sơi chết cả ba con kìa. Tiền chơi dễ chơi nhảy xuống dưới chết mèo luôn. Nhìn hai con đi trước là kia kinh quá. Mình nó kêu nhảy xuống. Vào lòng. Bọn nó lại chui vào hết nhà như mình rồi đấy. Vào lòng không có anh ơi. Ủa phạt nhanh. Tốt lại đây, tốt đây. Vô đây. Kêu rồi. Nhanh. Rồi, rồi đi. Vào đi Tuấn luôn. Ơ, thằng Tuấn sao rồi? Nhấn dán hình xăm rồi, nhấn được. Thôi kệ đi. Không là chết rồi. Anh kia. Té. Ơi, cái khẩu này mình cầm mình bắn tới ngày mới. Ơi, nó vô kìa. Lại. Tuấn ơi, bà đi để anh kia chặn được không? Không lùi đâu. Thôi để anh chặn cho. Thế nó lại bảo được. Thôi, nó vô được ấy. Vậy hả? Nó chạy sao nó vào được? Anh ngồi, nó nhảy lên trên. Đứng rồi, phải đứng cơ anh ơi. Đấy, phải đứng thế. Hay quá, đông bài rồi đấy. À, kìa vào đây. Trời ơi. Đông rồi, nó nhảy xuống này. Trên cao quá trời luôn. Vào đây. Làm gì có cửa vào đây cơ chứ. Chặt đi. Được kìa. Ủa, anh chặn cổ ăn mất giáp rồi. Hay quá. Anh kia vào đây để bọn em chặn cho anh mất giáp rồi. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Nhanh cho tôi đấy. Nó núp trong hồng kìa. Vào đi. Không phải chặn đâu Tuấn ơi. Con tôi chết rồi, hay quá. Con tôi chết rồi. Nhanh kìa, chặn cho nó vào. Trời ơi. Lui lại. Ui hay quá. Tôi chết rồi. Em ơi. Em chết chưa? Em làm sao hả? Hay quá Tuấn ơi. Hải xác. Anh kia. Giết anh kia Tuấn ơi. Yo, giết đi. Đây rồi. Chạy. Chạy ok lại. Tôi ok rồi. Chạy ơi. Trên cao nè. Tôi. Đây rồi. Luôn xuống. Trên cao nè. Kéo kìa. Mày ông Diêu ạ. Ôi giời ơi. Chạy đổ đúng à. Chạy đi. Ở đâu? Được rồi em ạ. Ôi định mày, thằng kia nó chặn rồi. Đây cái hiệp này là hiệp cũng là hiệp cuối cùng thôi. Nếu mà bạn nào thích video thì mấy bạn có thể like và subscribe cho ba kênh của tụi mình ha. Thôi cho nó. Thôi chúng nó chiếm lâu lắm ạ. Ôi tôi lại em tôi rồi. Anh em chạy đi. Yeah. Trời ơi, hiệp cuối em ở đâu? Hiệp cuối xui quá. Tôi em ở đâu? Trời ơi. Em chết rồi. Hai anh em làm tư. Cả hai anh em làm tư ạ. Đang lòng về. Thôi để anh một mình chiến lại. Anh Kiên sau lưng kìa. Ủa? Chuẩn bị nó té rồi kìa. Ông kia đã xin rồi. Đã
gì. Anh học Hero rồi, có đấy. Ôi giời ơi. Anh kia đây. Xem. Anh đang có bom vào dưới nhà đông lắm. Rồi. Yeah, chết. Đây, tôi đi anh ơi. Rồi, đông ấy. Tôi đi đáp đi, ôi giời, sao đáp được lại. Rồi. Ở giết ông kia đây, toàn ơi. Đây, lên đông mắt, kìm. Sơi luôn. chạy à. Chạy chứ. Chạy đi đâu, bọc được hết trơn rồi. Chạy hết luôn. Anh cứ phía ra. Ôi thì cũng hết trận rồi, bọn mình cũng xin dừng clip ở đây thôi. Hai anh em đâu? Xin chào các bạn nhé. Có gì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nha. Vâng, nếu các bạn muốn thêm clip như này thì hãy nhấn like và hãy comment những ý kiến của mình. Thôi tạm biệt mọi người nha. Tuấn đâu, chẳng có giả đi ô. Xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Bye bye, hello.